Cô chủ quán ơi, cô chủ quán, cô chủ quán đâu rồi cả? Sao không ra tiếp khách? Dạ, kính lão ông, có lẽ lão ông chờ đợi ai nên ngồi lặng lẽ giữa khuya bên cốc rượu. Còn tiểu thơ, tiểu thơ chờ đợi ai mà khoác khoải giữa cánh chày khi bên trời sao khuya thưa thớt và bóng trăng đã mòn mỏi ngủ yên. Tôi chờ đợi một người đã hẹn cùng tôi nơi quán gió, nhưng đến bây giờ người ấy vẫn ở nơi đâu? Tiểu thơ định gặp người ấy để mà làm chi? Để từ ta một đêm nay, vì mai vì mốt sẽ không bao giờ gặp nữa. Hoàng tiểu thơ, tại sao? Tại vì tôi sẽ lên xe qua. Thôi tiểu thơ, tiểu thơ hãy về đi, vì người khách ấy sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng ông là ai mà biết được cuộc hẹn hò nơi quán gió? Hay ông đây là... Dạ không không, tôi chỉ là một kẻ đưa tin đến khoảnh khắc rồi ra đi dội. Dạ tôi sẽ ra đi như một lữ hành cô đơn sầu tư nơi quán là giữa đêm. Tôi xin thay mặt kẻ ra đi để tự tả đôi lời, thì tiểu thơ hãy tạm xem tôi như người trong cuộc để cho lời nói tôi được xúc cảm thêm lên. Đó là một giấc mơ vô cùng huyền diệu của những người đối mặt với ly tan. Trăng nửa khuya như sắp sửa hầu tàn, còn rơi rớt lại chút âm thừa đưa tiền. Ông ơi, ông chỉ là người thay mặt chia ly mà tại sao cũng rạc rào xúc động? Trời ơi, nếu có mặt người ấy ở nơi đây, chắc là cả hai sẽ chết mất. Vậy thì tiểu thơ hãy tạm xem tôi như người trong cuộc để cho cùng nhạc chia ly cũng thêm đứt đoạn tiếng thơ sầu. Để cho kẻ ra đi ôm trọn giấc mơ đầu, hầu làm món hành trang sau cuối của đoạn đường chưa biết sẽ về đâu. Rồi sáng dậy thấy mình trơ trọi trên dặm ngàn lấp kính bụi đường xa, ngoảnh mắt lại chỉ còn sương và gió đang đuổi xô nhau về một phía trời xa. Ông ơi, có một đêm nào ông gặp lại người khách ấy thì ông cứ nói rằng tôi đã chết từ lâu. Tiểu thơ, tôi đã đóng trọn vai trò người khách ấy, vì đêm này là đêm tối của chia ly. Người ở lại sẽ bước lần lên kiều cưới, còn kẻ ra đi thì mờ quanh bước chân xa. Đó là nỗi niềm tâm sự thiết tha tôi xin gửi lại cho nàng vĩnh viễn. Xin hãy nhìn nhau bằng nỗi lòng đưa tiền, nhìn nhau bằng nước mắt chảy viền mi. Rồi mai đây đôi ngả đã chia ly, tôi với em sẽ không gần nhau nữa. Một đêm này gặp gỡ nữa mà làm chi, vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi. Ông chỉ là người thay mặt mà tại sao nước mắt cũng rưng rưng? Hay ông đây là người trong cuộc dối gạt tôi để thầm
tôi chỉ là... Kìa, sao ông ngập ngừng không nói, và nhìn tôi bằng đôi mắt ưu tư? Hãy nói đi ông, nói nữa đi, để rồi tôi sẽ không bao giờ nghe ai nói. Hoàng Thuy Linh! Trời, Cam Trường Hân! Hoàng Thuy Linh ơi, còn gì nữa? Không, em sẽ trốn theo anh, dù đốt biển chân trần. Không được đâu em. Tại sao vậy anh? Vì ngoài kia, gươm giáo 8000 giáp về, anh sẵn sàng chờ Linh. Thế mà nơi đây anh đã lộ nguyên hình. Nếu Linh còn muốn giữ chút kỷ niệm buổi ban sơ, xin hãy đợi chờ gặp nhau trong mộng mị. Duyên trong mộng bây giờ thôi chờ thôi đợi, chăn gối đêm vắng cô quanh một mình nghe lòng thêm lạnh. Cuộc đời mang nhiều ly hận, thôi đành nói câu gia từ. Lòng ta nghe oán hờn đã vào. Ôi trớ trêu duyên nợ ai người thương ta, lấy tình ngập tràn xe qua mưa thì thôi lòng xót xa. Thôi đừng bận lòng nhau chi, để hai neo đường cách chia gió sương cam phần phiêu bạc. Người ơi nàng chờ phút giây để tôi trao cạn tâm sự. Còn chi nói lời ái ân, thuyền duyên nợ đã âm thầm sang sông. Hận ơi một dòng sông không thể chia đôi trời bến hạ, thì tại sao hai kẻ yêu nhau lại đôi ngã chia lìa? Chia lìa mỗi đứa một phương xa, rồi những đêm đông sương phủ nhạt nhòa, người cô nữ nửa đêm chợt dậy đối diện với cảnh khuya tàn lụng, mà nghe tâm tư nát vụn nỗi thương chờ. Linh ơi số mạng đang bài, không thể kéo dài thêm giây phút. Dù trước dù sau cũng đành chia biệt, anh và em không thể kết chung đôi. Hận Linh, hận ơi anh có biết hiện giờ nơi phía hậu dinh đèn hoa đăng rực sáng, người ta đang bàn bạc về một cuộc hôn nhân. Người ta định bắt Linh phía xa hận từ đây và mãi mãi. Nhưng hận ơi lòng của Linh lúc nào cũng vậy, yêu một lần và yêu mãi mà thôi. Họ có thể chia dòng sông ra làm hai ngả, chứ không thể bắt Linh đừng yêu hận trọn đời. Nửa đêm nay Linh trốn khỏi quê phòng, làm cho cả Hàng Châu rộn ràng báo động. Nhưng Linh không cần gì nữa cả, mà Linh chỉ cần gặp mà hận một lần cuối này thôi. Hoàng Thuy Linh, Cam Trường Hân. Trực thăng soi tàu giặt trận đầu, nhưng đường quê ta đó
bờ sông dàm cỏ dáng quen quen, có phải người em gái nhỏ súng trăng ơi em gái nhỏ, giặc Mỹ đã chạy rồi, em vui cất lời ca. Ngụm trà thơm em nấu nước hô bơm, ở mắm đồng nhà ai mùi khói thoang thơm thơm. Bông súng nở trắng ngần trong gió chiều miên man dịu dịu. Cũng giận áo bà ba khăn rằng quấn gọn và mái tóc quyền bay tha. Bay bay theo gió nhẹ ban chiều, mùa tấn công vui từng ánh mắt, ta lên đường làm lũ giặc khiếp kinh. Cũng bước chân em qua cùng triệu triệu bước chân, từ sông nước đồng bưng
đã đưa anh vào trần đánh. Cũng dần tâm áo bà ba thân thiết đậm đà. Hát cho anh nghe chuyện người con gái giao liên. Đêm đêm về em vượt mấy đồng bưng, như con thoi say dệt mùa yên băng. Giặc Mỹ ngăn em bằng tàu bay xuống trường Đại Bác. Mẹ vẫn đợi em bên nồi canh bông xuống ngọt. Vượt vâng nhớ người em gái đưa đường quân đi. Các quan hãy lui tất cả. Trời, hoàng hậu Gia Lâm, mặt tôi không hay biết để ra nghênh tiếp, thật muôn vàng đắc tội. Ê cô ấy kìa, thiếp đến đây đâu phải là để bắt lỗi tướng quân về đạo nghĩa vi thần, mà tướng quân cứ mãi cúi đầu thủ lễ. Hay là tướng quân vừa từ biên ải trở về còn thấm mệt, nên không muốn tiếp đón thiếp phải chăng? Thôi thì để thiếp về. Dạ hãy khoan, xin hoàng hậu hãy dừng gót ngọc. Đừng giận hờn mà mặt tướng càng thêm đắc tội với quân vương nữa. Cứ thủ lễ hoài hà. Tướng quân ơi. Dạ. Phải chăng đời binh nghiệp đã biến trái tim kia thành củi cằn sỏi đá, nên tâm tình tướng quân cũng khô khan như sa mạc hoặc đã lạnh lùng như băng tuyết phủ đầu non, nên đôi và muôn tâu cùng hoàng hậu, xin người hãy tha thứ tôi trước một vị mẫu nghi thần phải giữ câu quân thần. Tướng quân nè, dạ. Chớ thật ra thì mặt tướng đâu phải là sắt đá, mà chẳng biết mềm lòng trước khi một tình yêu cao cả. Đêm nay sương rơi nhiều trời đông trở gió, tướng quân có mơ ước chuyện gì không khi lòng đang trong trại gia băng? Dạ muôn tâu hoàng hậu, mặt tướng chỉ có một ước mơ duy nhất là đối với quân vương giữ trọn đạo trung thần nơi biên ải lo bảo toàn cương thổ. Có phải tướng quân muốn giữ vẹn chữ quân thần chi lệ, hay nghĩ phận hèn nên không dám ngó lên cao? Dạ phải, tôi không dám ngó lên cao vì nàng đang uy nghi trên ngôi hoàng hậu, còn tôi chỉ là một tên quân hầu cận thì làm sao dám ước mơ giấc anh trăng chim. Xin hoàng hậu đừng buộc tôi phải lỗi đạo quân thần. Một khối óc một con tim chứ đâu là gỗ đá, nên thần cũng biết yêu mềm trước sắc đẹp giai nhân. Nhưng hoàng hậu đã là riêng của quân vương, như
một bảo vật đã nằm yên trong cổ viện. Tôi không muốn tôi là kẻ trộm đi ngang vườn hoa rồi bẻ cánh hoa đào. Tướng quân ơi, kìa giọt sương rơi, gió buốt vào thu lạnh nữa rồi. Thần sẽ đưa người về gác ngọc, thánh hoàng còn đợi một đêm vui. Tướng quân ơi, thiếp đã chán chê rồi niềm vui cung cát. Sao người không thương xót một giai nhân mà tuổi thanh xuân đã liệm dưới quang môn. Tiếp như một loài chim nhớ rừng thăm non mờ, mong chấp cánh bay cao vào vùng trời thơ mộng. Đừng gọi tiếp là hoàng hậu nữa tướng quân. Trời còn ủ dột dưới sương rơi, bảo sao lòng của thiếp không lạnh lùng trống trải. Nếu thiếp với tướng quân không có dây hoàng trai, thì giờ này đâu trói buộc ân tình. Những lời của hoàng hậu vừa thốt ra làm cho mặt tướng vô cùng khó xử. Xin hoàng hậu hãy để cho mặt tướng được giữ tròn đạo nghĩa với quân vương. Trong đêm canh rồi đêm lại tàn đêm, đàn ô thước đã gọi nhau bên lầu Thúy Phượng. Rồi đây khi bình minh lũ vàng, tiếp sẽ trở về gác ngọc cung son, ngồi một mình trơ trọi trước đài gương, mà túi thẹn bẻ bàng cùng son phấn. Nơi cung lạnh một hình một bóng, than ngại qua mọi nét xuân vàng. Tướng quân ơi, sao người vẫn đứng lặng thinh như pho tượng để bắt tiếp đây chim ngườm? Hay người sợ gió đưa hướng vào nơi cung điện, rồi thanh hoàng hay biết chuyện đôi ta? Trẫm đã đến đây rồi, ai hậu tự nhiên mà trò chuyện với tướng quân đi. Trời, quân vương! Ai hậu? Dạ. Nghe trẫm hỏi, nhớ trả lời cho suôn sẻ. Có phải ta già rồi, không có con kế tự, nên hậu lo kiếm người tài đức để lo giữ gìn viền mối mai sau chăng? Dạ, dạ muôn tâu. Như vậy là ai hậu cũng cùng chung một ý với trẫm. Vậy ngay đêm nay ta sẽ trao ngai vàng này cho tướng quân ngự trị. Như vậy là vừa lòng ai hậu hay chưa? Trời, sao quân vương có ý định bất ngờ? Thần thiếp chưa hiểu được tận tường thánh ý. Có gì mà không hiểu? Trẫm đã già rồi, lưng còn gối mỏi, còn ái khanh thì đang thăm tươi như một đóa hoa xuân. Mà tướng quân đây thì vừa thắng xong trận giặc Hải Quan và chiến thắng luôn quả tim của hoàng hậu. Tâu bệ hạ, sự việc vừa xảy ra thật giống như giấc mộng. Trước mặt thanh hoàng thần không biết nói chi hơn. Mặt tướng đây là kẻ chịu quan tình, thôi thì sẵn gươm lên, thần xin tử sử. Tướng quân ơi, từ lâu nay giang sơn này được thanh bình thịnh trị cũng nhờ một tay gươm của tướng quân ngang dọc giữa biên thủy. Ta chưa kịp đền đáp
sâu sao đã dội giá từ. Nếu tướng quân chết đi thì giang sang này sẽ mất, mà hoàng hậu cũng lọt vào tay kẻ chế ngự quyền quý. Non sông này chẳng phải của riêng ta, và hoàng hậu rồi cũng là của chung thiên hạ. Vua này đổ thì có vua khác lên ngôi, cứu ngủ bởi ta chẳng có hoàng nam đế kế gì ngay là. Tâu thanh thượng, thần trọng nghĩ thanh thượng còn sống lâu trăm tuổi thì vội lo gì chuyện tìm người kế vị giữa viền mũi giang sơn. Phải, phải rồi. Ta còn có thể sống lâu hơn nữa, nhưng cái tuổi về già sợ không còn minh mẫn để lo việc kiều chánh lúc lâm nguy. Cái tuổi về già thói thường sinh lực cũng bị giảm suy, nên ta thấy tội nghiệp cho hoàng hậu đang thời son trẻ, mà ta thì chẳng có bao giờ ích kỷ khi biết mùa xuân đã bỏ đi không một tiếng giả từ. Nên ta đã chọn cái tướng quân là người kế vị thay ta, cùng một lúc hai chiếc ngai vàng để tướng quân ngự trị. Dạ muôn tâu, nếu được thánh quân nhỏ phước, thần không dám chối từ, nhưng chỉ nhận một ngôi vương. Không, không thể được. Trẫm xuất ngôn như ba thạch, nói ra rồi thì bố ngựa khó theo. Tướng quân ơi, trẫm thật lòng lo cho tương lai dẫn nước, cũng như trẫm thật lòng nghĩ đến hoàng hậu, tránh cho nàng cảnh quá mùa cô đơn. Này đây ấn tín và kiếm lệnh của quân vương, và đó là hoàng hậu, ta trao cho khanh một lúc hai ngai vàng ngự trì. Thôi, dạ biệt. Quân vương, quân vương, trời ơi, quân vương đã băng mình giữa trời đêm bão tố, gió ngựa chìm sâu vào mưa xa, tuyết đổ như vùi chôn một quá khứ xa. Qua người là một vị vua đáng để cho ta kính phục. Hoàng hậu ơi, hãy đưa thần về triều nội, còn sót lại đêm này xin giữ câu nam nữ thỏ thỏ bất thân. Ta với nàng sẽ ngăn cách bởi hai lớp hoàng cung, để suy tưởng một quân vương già nua khốn khổ, rồi tự trách mình những tâm hồn son trẻ còn lắm đam mê trong cuộc sống thường tình. Đây, đây là bức tâm thư của thánh quân để lại. Người nói gì, xin hoàng hậu hãy đọc đi. Hoàng hậu, hoàng hậu và tướng quân hãy dâng theo lời dẫn của ta. Hoàng hậu và tướng quân đừng tìm kiếm ta vô ích, vì khi rời khỏi hoàng thành là ta trốn tránh cuộc sống thế nhân. Thật tình yêu nhau và lấy tình yêu đó mà dung quen giang sơn. Đêm nay lạnh nhưng cung phòng không lành, chắc giờ này các người đang vui câu họ cần, còn ta thì vẫn rủi dòng tên thiên lý miệt mài. Ôi một phút yêu lòng thì bây giờ ân hận, thánh quân giờ này chắc dừng cương ngựa ở một thiền môn. Vậy nàng cứ đi theo ước vọng riêng, nàng tôi trả lại đại vàng tình ái cho vương. Xin giả từ hoàng hậu. Tướng quân, sao chàng đành bỏ thế? Vô
bay mà lòng anh vẫn say. Duyệt thù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu, gặp anh trong phút này là mừng trong phút này. Khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa thì mong mơ xin cha hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhớ. Hiện đến cả trời thơm ấm mộng, cơn gió nào cũng chợt đông lòng xuân. Nghiêng đôi cánh mơn man tà áo mộng, lòng nhau.
dập dùng gió lạnh mù sương, mây trắng cao nguyên bụi mù đất đỏ, tất cả những gì thân thiết đó ghi vết trong em cho đến trọn đời. Đồn xa xôi cách trở, tưởng không bao giờ có thể gặp em đâu. Nào ngờ em đã đến thăm anh, gặp giây phút hài vui trong giây phút. Nghĩ mà làm gì, nghĩ mà làm gì đến chuyện mai sau. Chuyện mai sau là chuyện đôi lứa thương nhau, mà sông không bao giờ chia cách được. Thời chinh chiến làm sao mình biết được hai trọn vui cho thơm ngọt phúc tương phùng. Hãy trọn vui dù mái này ngắn cách, dù đêm đã tàn trắng lặng cuối trời tây. Niềm vui ta tiểu thơ sắp đi ngang đây, hãy dẹp đưa. Trời, hôm nay là ngày rước dâu, hôm nay hồ như thủy sẽ cất bước theo chồng. Tên kia, hãy tránh đường cho công tử và tiểu thơ vào lễ Phật. Dạ, xin các ông làm ơn cho tôi nhìn đám cưới rồi tôi sẽ đi ngay. Không được, đi ngay, đi chưa thằng ăn mày hay là đi đó hả? Việc gì đó? Dạ bẩm công tử, gã ăn mày lì lộn đuổi không chịu đi. Thôi đừng đánh người ta nữa, ông cần tiền phải không? Đây ông hãy cất giữ. Hiền thế, ta hãy vào lễ Phật. Dân trời ơi đau đớn cho ta, nàng đã xem ta như một kẻ ăn mày, cầm nén bạc trong tay mà dòng lệ tuôn rơi. Còn buồn nào hơn, ta đừng gấp gỡ mà chia lìa đôi ngã tòng thương nhớ nghẹn ngào. Này ông kia người khách ăn xin, ông còn đứng kẻ bàng quan tiễn đưa cô dâu theo chồng về xứ lạ. Suốt đời tôi chưa một lòng hạnh phúc mà nao ước được nhìn xem một đám cưới qua đường. Rồi kiểu cưới đi qua tôi cúi mặt ngẩn ngơ buồn, tôi thầm trách cho đời mình sao khốn khổ cho đến giờ này mà vẫn mãi chịu cô đơn. Ngày lại ngày tôi sống kiếp ma lang thang như chờ đợi tương lai một cái gì vô vọng, chờ đợi xuân mà xuân không bao giờ đến, thấy nên trời mãi khép đông cho sầu chất nắng sầu. Lời ông nói thực tình làm tôi
bạc. Tôi chỉ là một kẻ ăn mày khốn khổ, đang cần bạc vàng con máu để đổ sông với người ta. Ông ơi, những điều ông vừa nói ra tôi nghe như một chút gì mỉa mai chua xót. Tôi muốn biết rằng ông quen hay lạ, sao làm kẻ tiễn đưa tôi cất bước theo chồng. Khi lòng ta không muốn, thôi hãy đi đi. Cảm ơn ông đã cứu mạng cho chồng tôi. Dạ thưa bà, không có chi. Tôi muốn cứu mạng công tử là gì, muốn bảo vệ hạnh phúc cho. À, thôi hai người hãy lên đường. Ô, hãy có chừng hãy kéo em. À, chết ta rồi. Ông vết thương có nặng lắm không? Không, không nặng lắm đâu. Chỉ chỉ vừa để cho tôi giả biệt cuộc đời ô trọc này. Chúng tôi phải làm gì để đáp tạ ơn ông? Chiêu công tử, tôi có một ước nguyện sau cùng, không biết Chiêu công tử có vui lòng giúp tôi không? Xin người cứ nói, tôi bằng lòng làm bất cứ việc gì để chuộc lại lỗi lầm. Ngày xưa tôi cũng có một người yêu, nàng đẹp lắm, và nàng yêu tôi nhiều, nhiều lắm. Nhưng định mệnh trai ngang trò đời dâu bề đã làm cho tôi và nàng mãi mãi xa nhau. Ông ơi, chuyện của ông nghe buồn thảm quá, tôi biết phải làm gì để xóa dịu nỗi đau buồn đang chiếu nặng tâm hồn một kẻ nhiều khổ đau. Tiểu thơ, tôi muốn nhờ tiểu thơ đóng vai trò một người yêu, nói lên những lời nói sao cùng để tống biệt người yêu. Hiền thế hãy nói đi, như lời nói của lòng mình đang nức nở ngậm ngùi. Giả biệt cái cô nhân, dân tôi xin nói đây những lời nói sau cùng. Dù góc biển chân trời tình vẫn chẳng nhạt phai, bấy nhiêu đó cũng quá đủ cho một người bạc phước. Nếu mai đây xác thân tôi có vùi sâu dưới ba tấc đất, xin được mang theo lời nói yêu thương vào thế giới muôn đời. Ôi lời nói như ru như rót mật vào lòng, ôi lời nói ngọt ngào thân ấy mà suốt một đời tôi ao ước được nghe. Giọng nói êm đềm thân thiết biết bao nhiêu, trời đất còn xót thương người bà thành, nên giây phút này còn cho tương hồi cho tôi được nghe lời tâm ý biệt sao cùng. Chưa xót, nghe như tôi với ông
cam. Tôi cứ ngỡ tiểu thơ là người bạn tình thân ái ngày xưa. Tôi cảm thấy như chìm đắm giữa giấc mơ, giấc mơ đẹp nhất của một đời bạc phước. Nỗi mừng vui làm cho tôi rơi nước mắt, trong phút chốc chợt quên đi một thực tại đau buồn. Trong giây phút bỗng thấy mình đầy những phút, gặp lại người mình thương nhớ từ lâu. Niềm vui pha lẫn nỗi sầu, trời mưa hai giọt lệ đau vừa rơi. Xin tiểu thơ hãy gọi tên tôi lần cuối, rồi lên kiệu cưới ra đi. Nhưng tôi chưa biết tên ông. Tiểu thơ hãy gọi tên nào tiểu thơ yêu mến nhất, để tôi được nghe những âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ. Ông cũng biết tên Âu Thiên Vũ. Trong những ngày hành khất mọi nơi, tôi có gặp một gã ăn mày mang tên Âu Thiên Vũ. Hắn có dạy cho tôi bài ca tống biệt, dùng để tiễn đưa một người yêu. Bài ca tống biệt. Xin tiểu thơ nán lại phút giây, để đóng trọn vai trò, để nghe tôi hát trọn bài ca tống biệt. Ta đưa tiếng ai bước lên xe qua về đâu, trong theo bước ai bao dòng lệ máu tuôn rơi. Tình đôi nơi, mình đôi nơi, người ơi tình ta giờ đôi nơi. Trời ơi, những âm thanh quen thuộc như đưa tôi ngược dòng thời gian trở về dùng kỷ niệm. Bài hát ngày xưa còn vang vọng đến bây giờ. Trong giây phút không, ông đã làm cho tôi ngỡ ngàng chua xót khi vô tình hát lại bài hát ngày xưa. Từ bây giờ cho đến vạn ngày sau, nếu ông có gặp lại người ăn mày tên Âu Thiên Vũ, xin ông hãy bảo rằng người con gái thời xưa đã nghe trọn bài. Âu Thiên Vũ còn sống sót sau những ngày dài đau khổ, nhưng nếu hắn chết đi rồi, con nghe được những lời này chắc cũng ngậm cười nơi chinh suối. Cho tôi còn ước nguyện giờ xin tiễn đưa nàng vui bước vô quy. Tôi giúp ông đóng vai trò ông mơ ước, ông đã giúp tôi trút cạn lòng mình. Bây giờ xin vĩnh biệt. Thank you.
nàng đã đi rồi về xứ lạ. Tháng ngày qua tình cũ cũng xa, giang hồ lê gót vẫn phiêu lãng. Chờ đợi thất hiệu một mình ta. Chưa quen đi
chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người, xa nhau muôn đời. Buồn này giống nát thương xuân. Tôi thế là xong, trời đã bắt đôi mình nát lòng chia biệt, dầu có nhớ ai quên đời cũng chẳng vui. Sông biển đã bắt đầu ngăn cách, anh dõi trông theo dần bụi lóc mà tâm tư nghe như tan dũng mâm trầm. Em lên xe cưới để theo chồng, sát pháo nằm im dưới bước chân. Em tưởng lòng em đang dở dùng, giả từ kỷ niệm em sang sông. Còn gì để gửi trao nhau trong giờ tương biệt? Tâm sự tôi bời mắt lễ đông đầy ngàn vạn lời thương nhớ buổi chia phôi. Tôi hết rồi, em đã thật sự xa xôi, ngày tháng tới còn gì mong đợi nữa? Rần rĩ nổ anh ngờ ngẩn trông theo em sanh đứa khi bên chồng. Chia tay lẻ lối tương phùng, xe lăn từng lúc vui hồng càng xa. Em về làm vợ người ta, mình anh hiu quanh bên bờ sông tương. Xa xôi xa.
xa nhau thương nhớ bao giờ muốn. Trăm năm thôi phải xa lìa nhau, xót xa lòng. Tình thơ mộng của chúng ta mong manh như hạt sương đêm đóng mềm trên cỏ rôi. Rồi rừng sáng ngày mai khi bình minh trở lại thì hạt sương kia sẽ tan vùng dưới trời. Sao cùng rồi anh sẽ quay lưng vĩnh viễn làm kẻ độc hành trên suốt đoạn đường xa. Từng bước chân đi nghe đau niềm tống biệt, nhớ từng lời ao ước chuyện tương lai, chuyện chúng mình nở đẹp như mơ. Ngờ đâu phải vội vã chia đôi trời thương nhớ. Đừng vì anh mà phi bỏ quãng đời xưa. Hãy quên đi những gì ước cao đêm hạnh ngộ, cho buổi chia để tâm chất nặng niềm thương. Trời ơi, mối tình đầu của người con gái sâu thẳm như đại dương, trời thì làm sao không lắm xót xa nhiều đau đớn. Nếu cần hơn em xin chết tại nơi này. Nga mũi, không, Nga mũi ơi, em đừng đặt anh vào một hoàn cảnh khó khăn làm anh phải lỗi đạo với những người đã chết. Phụ rải công ơn của những kẻ đã trót hy sinh để giật dành cho anh một cuộc sống. Nga mũi, mũi ơi, nếu có thương anh thì em hãy quay lưng ngoảnh mặt, cho anh làm tròn trách nhiệm thiêng liêng. Và cuộc họp mặt này đây là lần sau cuối, rồi chúng ta sẽ thành xa lạ với nhau. Em có những người thân thuộc của em, anh còn những người mà anh quý trọng. Hai chúng ta sẽ trở thành cừu hận và giải quyết cùng nhau một mối chuyện thâm thù. Tâm can, em biết là sẽ không bao giờ giữ được tâm đâu. Dù trước, dù sau thì cũng thành ly biệt. Nuối tiếc phút giây rồi cũng phải chia xa. Thôi, anh đi đi.
anh đừng nói gì nữa hết. Tâm ca cũng thấy em khóc đi sao? Tâm ca hãy đi đi, hãy đi đi. Tâm ca. Trời xa không bỡ ngỡ mong sông hồ.
cho bà bình yên lên kiểu cưới. Đó là quyết định của sư mẫu em, làm sao em cãi lời người được. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng trở thành là vợ của người ta. Và tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc, có tiếng thương cũng đành xa biệt. Mong mấy nào cũng tàn cốt giữa cánh sương. Thì thôi đường bà đi đường tôi bước chạnh gót quang hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên tiền đồi có làng để lắng nghe chim quyên rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống bên chồng và bên những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định yeah.
về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Nhịp cầu bóng qua men lối đi quanh co ngõ hòa nỗi dài. Có tầm mến thương dâu, có trời vẫn vương cao, và đào tơ thơm ngát ngát hương trinh ban đầu. Tưởng về thôn anh con sáo ru em trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu bóng hoa đưa tới sân rêu xưa thăm hoa bốn mùa. Nhà anh mãi là ban năm vẫn chưa nghe duyên trò ước mơ. Có giàn mưa xanh lơ, có cá nên thơ, mà lòng chim quê vẫn hát bao cầu mong. Nào có đâu xa đường về thôn anh ấy dẫn đến thôn em cũng chung một con đường đất đỏ ngăn cách một dòng sông có nhịp cầu tre nho nhỏ qua nở ở nhà em mà gió mang hương cho thôn tầng thôn này. Nhà anh ở đầu thôn đông, nhà em ở cuối thôn đoài. Những đêm trăng đầy trắng cài trước ngõ, em ra sao vườn hai lá dâu đầm mù sương. Tầm nở dâu xanh tầm nhã tơ làm kén, còn em trong lòng có dương dân mối tơ. Tầm nợ lá dâu nên tầm phải trả, còn em có nợ gì đâu. Hồn anh em mượn lâu rồi em đâu có trả. Thiết dài khờ mượn hồi nào? Mượn từ hồi đó đó, hồi mới gặp em lần đầu ngồi giặt áo ở cầu ao hồi đó đó. Nhưng mà hồi đó anh có nói gì đâu, anh chỉ đứng dựa dưới gốc sung mà nhìn em cả buổi vậy. Anh đứng đó là để chờ. Anh chờ gì? Chờ sung rụng. Nhưng sung chưa rụng mà hồn anh chìm lặng dưới cầu ao. Trông thấy tương lai qua cành lửa đôi lúa đồng mãi xanh tươi, mưa cả thấm nơi nơi và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng. Hãy
mình cũng đi trên nhịp cầu tre, trên con đường cũ mà nghe lạ nghe vui như mới biết một hôm này. Em có biết tại sao không? Không. Em hãy nhìn dưới chân cầu, bóng hai đứa mình lung linh soi đáy nước. Quen nhau lâu rồi mà bây giờ mới dám nắm bàn tay. Bởi vậy nên anh mới nở nụ cười thật tươi. Trời ơi, chứ bộ em không thấy vui sao? Em bỗng thấy thoáng buồn thoáng nhớ, nhớ hồn tơ thắm lá dâu xanh và nhớ mẹ già. Em khéo đặt chuyện lòng khó anh thì thôi à. Anh hỏi em nè, từ đây qua đó có bao xa mà em bảo là em thấy buồn thấy nhớ? Con tầm ăn lá dâu xanh còn phải nhả tơ vàng trả nợ. Tụi mình nên duyên phận trong đời là làm đẹp giả mẹ cha. Nhưng mà mẹ em sức yếu tuổi già, sớm hôm phụng dưỡng mới là đạo con. Đã có con hiền còn thêm thằng rể thao, sớm thầm tối giếng mẹ đâu có buồn lòng. Nhà em còn có mấy nông tầm, dệt vải tơ để đó cho anh liều. Con dương nhà anh em khổ lo làm con, cùng một con đường mà xa cách là bao. Vời trong bao dĩ vãng âu thơ, giờ đây xa khuất cánh đôi bờ. Ngày chung vui biết có bao giờ, lời ai như trong tim sâu thương qua mấy kiếp không tan, buồn đau như tiếng nấc cánh trường. Bồi 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 bồi. Dạ có con đây. Nè, con giàu thật bén. Ý à, trời ơi. Ý theo lời ta. Trời ơi. Xong việc ngươi sẽ được trọng thưởng 20 lượng vàng. 20 lượng vàng à? Nghe nói vàng sao con háp quá. Nhưng con run quá cậu à. Cậu nghĩ coi rủ có bề gì đó. Con sợ. Cậu đừng bỏ con á cậu. Đừng có lo. Nếu mày muốn được vàng ban bạc thưởng phải cố gắng thi hành. Dạ nhưng vào trong tư thất sao con thấy rùng mình. Giờ này liễu phu nhân và tất cả đã ngủ say, người chớ sợ chi. Dạ vậy thì cậu đứng đây chờ đợi tôi đi nhẹ nhẹ vào tuốt bên trong. Ráng lên nghe không. Dạ. Vào đi. Dạ vào. Cô vàng là con ráng con lao đi. Vào vào lên. Trời ơi vào vào lên. Bình tĩnh nha cậu. Vào vào lên. Cương quyết hả cậu. Đi nhẹ nhẹ hả cậu. Vô. Vào vào lên. Trời vô vào. Đấm mạnh xuống. Con rung quá cậu. Đấm xuống. Mạnh xuống hả cậu. Đấm. Con đấm liền. Đấm.
mẹ tôi chết bởi lưỡi dao còn đẫm máu. Trời, cán dao có tên Lữ Sơn Tùng. Không, có lẽ nào anh Lữ Sơn Tùng giết mẹ? Anh ấy phiêu bạc lâu rồi, nào đã về đây? Sao anh không nghĩ rằng trong việc này có kẻ dùng kế độc ngư gian, làm cho Liễu Gia Trang phải chịu cảnh đất bằng sống dây? Tan cớ rành rành mà em còn bào chữa. Anh Nguyễn sẽ tìm nó để rửa hận cho mẹ già. Không, em không tin rằng một người con có hiếu thảo nhanh Sơn Tùng lại có thể cầm dao hạ sát một người đã từng khổ cực vì anh. Trong nôm anh từ ngày còn tấm bé, dù không sanh nhưng có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng há lại đành lòng giết mẹ hay sao? Tan cớ còn đây lưỡi dao nghiệt quang có khắc ba chữ Lữ Sơn Tùng, anh nguyện sẽ rửa hận thân màu. Việc thái mơ hồ xin nay anh chớ kết tội người ngay. Thôi, em đừng nói gì nữa cả. Anh phải tìm cho gặp thằng anh bất nghĩa Lữ Sơn Tùng. Anh Liêu Vũ, anh Liêu Vũ. Trời, Lữ Sơn Tùng, tại sao anh lại nằm giữa trời mưa tuyết và xác thân quằn quại thảm thương? Ai đó? Kìa, Triệu Liên Đài quận chúa. Phải, chỉ một mùa trăng xa vắng, anh không còn nhớ em nữa hay sao? Liên Đài, em đến đây từ bao giờ? Em đến đây từ lúc mặt trời lên, nhìn anh ngủ say dưới cơn mưa tuyết. Liên Đài, Liên Đài ơi, cuộc đời anh còn gì nữa? Mọi người đều khinh rẻ anh như là loại ký sinh trùng. Lữ Sơn Tùng, em không biết tại sao lệnh huynh lại có nhiều ác cảm với anh. Triệu Phong. Phải, anh ấy vừa ra lệnh truy nã Tùng về tội phản vua. Phản vua? Phải, nên em đến đây vội vã báo hung tin để cho anh tìm nơi lẩn trốn. Đừng thiệt tha lưu luyến nơi đây. E có ngày Tùng hãy đi đi, để em mang sầu biệt ly. Anh về đây khi gót mỏi chân mòn, nhưng mong sao được hiệp mặt với gia đình và nhìn thấy bạn tình. Thế mà cuộc đời lại đổi thay. Đây, một chiếc khăn lưu niệm, anh hãy giữ bên mình trong lúc xa em. Triệu Liên Đài, em. Đêm này đêm tống biệt, tay nắm lấy bàn tay. Anh nghe quất nghẹn từng hơi thở, lệ nóng tuôn trào vì đắng cay. Sơn Tùng ơi, anh hãy đi đi, giữa khung trời tuyết đổ, hãy quên em như quên bỏ quãng bên đường, để lại mình em trở trọi giữa đêm mi buồn. Rồi biết bao giờ nói câu tái ngộ, để chúng mình không cách biệt ngàn phương. Ôm khối tình trong mòn mỏi nhớ thương, khi ngăn cách nửa đoạn đường ân ai. Ôi người ra đi biết bao giờ trở lại, để cùng nhau kể lể chuyện tâm tình. Triệu Liên Đài, em có thể hành động như thế sao? Em có thể gục đầu vào tên sát nhân đốn mạc à? Lệnh huynh, ai là kẻ sát nhân đốn mạc?
kẻ ấy là Lữ Sơn Tùng. Thưa quận chúa, nó đã sát hại một bà mẹ đáng thương, đã nuôi dưỡng nó suốt quãng đời thơ ấu. Trời, Sơn Tùng, có phải anh là kẻ sát nhân không? Có phải anh đã giết Liêu phu nhân, người đã dưỡng nuôi anh từ tấm bé? Còn gì nữa phải hỏi? Liêu lãnh binh, sao chưa đưa tang chứng ra đi? Đây, đoạn đau này đã đâm sâu vào lòng ngực mẹ tôi. Ở chuôi đau có khắc ba chữ Lữ Sơn Tùng. Trời, đoạn đau này của tôi, chứ còn của ai nữa? Lữ Sơn Tùng, nhà ngươi muốn đền tội ở pháp trường hay muốn lưỡi gươm này đâm suốt tim ngươi? Dù em, anh sẽ quỳ xuống đây một lần sau cuối, để cho em dùng gươm mà cắt đứt một thâm tình. Còn hằng sâu kỷ niệm của chúng mình, từ dị vãng hiện về sầu chất nặng đê mê. Thuở hai đứa còn thơ sông vui đùa bên nhau, nay đã cách xa rồi, xin từ ta nhau thôi. Phải, ta phải cắt đứt mọi thâm tình, ta phải trả thù cho mẹ ta. Khoan, Liêu lãnh binh, kẻ có tội còn có luật vua luật nước, tại sao hành xử quá vội vàng? Liên đài, em hãy rời xa ta đúng mặt để quay về làm vợ võ tướng Trung Kiên. Anh nói thế nghĩa là sao? Phụ thân đã chấp thuận gả em cho Liêu Vũ. Trời, chỉ vài hôm nữa thôi hôn lễ sẽ cử hành. Trời ơi, Tiểu Liên đài, Lữ Sơn Tùng. Quận chúa, xin quận chúa đừng bước xa hơn nữa. Tên tội đồ, đây là giờ phút chót của nhà ngươi. Khoan, Liêu lãnh binh, đừng vội vã giết kẻ xa cơ. Tôi bằng những câu duyên nợ. Tiểu Liên đài ơi, đừng nhọc lòng vì lụy, anh đang đợi chờ một cái chết bình yên. Đó, Liên đài, em có nghe hắn nói đó hay là không? Còn gì đâu mà em cầu khẩn van xin, hãy trở về để chuẩn bị lễ tân hôn. Lệnh huynh ơi, sao vội kết án một người vô tội bị hàm quan? Nếu muốn cho em chấp nhận cuộc hôn nhân, xin tha cho Sơn Tùng khỏi cảnh đầu rơi. Được rồi, quận chúa đã hứa, tôi tin lời và tha tội kẻ sát nhân. Vị Lữ Sơn Tùng, người hãy đi đi, và cũng đừng cho ta gặp mặt lần thứ hai. Nể lời quận chúa, ta tha tội chết cho ngươi, với một điều kiện là ngươi không được bén mảng về Liễu Gia Trang. Cãi lời ta không dung thứ. Đi, Lữ Sơn Tùng. Tình xưa giờ đã bay theo gió, em sẽ sang ngang chẳng đợi chờ, bỏ lại sau lưng nhiều kỷ niệm. Tưởng chừng lạc mất giữa bơ vơ, Lữ Sơn Tùng, anh ở đâu? Anh ở đâu? Liên đài, anh không ngờ em vẫn tiếc thương dĩ vãng, khi nơi đây nay mai sẽ cử hành hôn lễ. Liêu Vũ, thế ra ông vẫn ghen tức vì một bóng hình đã thành quá khứ. Liên đài ơi, thà anh là một tên chiến bại ngoài trận tuyến, thà rằng anh gục chết giữa muôn binh, chứ anh không thể cúi mặt để cho em mãi hoài tưởng một kẻ xa xôi với niềm nhớ thương tha thiết. Xin ông đừng khơi lại những ngày mơ mộng cũ. Ông đã bằng lòng chấp nhận tóc tơ là chấp nhận những ngày qua. Chấp nhận không có nghĩa là bằng lòng sự ngoại tình trong linh hồn của người vợ sắp cưới. Khốn nạn! Phải, anh là tên khốn nạn nên chọn lựa cho mình một tương lai vô cùng tuyệt vọng, như cội cây đa ngàn năm trơ trọi bóng thân.
gia. Đã bao năm anh để thầm lặng đứng mong chờ, bao kẻ đến dội vàng trong khoảnh khắc rồi ra đi không ngoảnh mặt tiếc thương. Liên đài ơi, đó là tâm sự của anh, dài thương nhớ nhưng suốt đời cô độc. Sao em không ban cho anh một tia hy vọng, dù trong giấc chim bao trằn trọc giữa đêm trường. Liêu Lãnh Binh, cuộc hôn nhân này là do quyết định của phụ thân tôi, nhưng giữa tôi và ông chưa có một sự cảm thông nào cả. Liên đài ơi, trái tim anh chỉ một lần rung động, cũng là lần mang tuyệt vọng ở hôn anh. Anh biết anh là một kẻ đến sau, nên thầm lặng đến bây giờ mới thổ lộ. Đừng bắt anh phải rước dâu bằng một thể xác, mà linh hồn người ta đã bắt mất từ lâu. Để cho anh ngẩn ngơ trước một dung nhan kiều mỹ, mà tưởng chừng như tượng đã vô tình. Trước mặt anh dù có ngàn hoa rắc lối, nhưng sao hồn anh quạnh quẽ thê lương. Đài ơi, ngày mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, xin chớ để buồn để tôi cho anh. Thưa bà. Kìa, ông là ai? Vào đây sao không báo trước? Dạ thưa bà, tôi chỉ là một tên hành khất sống lang thang nơi xóa chợ đầu đường. Tôi vào đây không phải để xin gạo xin tiền, mà chỉ muốn thưa với bà một chuyện. Ông có chuyện gì muốn nói với tôi? Chuyện của một loài chim bên trời xa lạ, vừa gục chết dưới cơn bão tuyết đêm qua. Hình như ông là người không xa lạ, đang kể cho tôi nghe một câu chuyện ngày xưa. Bà ơi, chuyện ngày xưa nó buồn thảm lắm, và chuyện hôm nay nó còn buồn thảm gấp trăm lần. Nhưng thôi, ngày mai bà đã lên kiệu cưới, nghe mà làm gì một mẩu chuyện thương tâm. Xin chào bà. Kìa, Lữ Sơn Tùng. Dạ không, Lữ Sơn Tùng đã chết rồi. Trong một đêm trời nổi lên cơn giông bão, chỉ còn lại nơi đây là kỷ vật của người xưa vừa gửi lại cho. Đau thương trong một buổi chia lìa của một người ra đi, vừa gửi lại cho một người cũng sắp sửa ra đi. Nhưng kẻ thì ra đi trong cô đơn hờn tuổi, còn người thì lên kiểu cưới đẹp kiểu sang. Một ảnh hình hay hoài cảm thiết ta, làm chết liệm tâm tư người đưa tiền. Trời ơi, có lẽ là tôi chết mất. Đây, bà hãy nhận lại kỷ vật ngày xưa. Không, kỷ vật của tôi đã tặng cho người ấy, lời thiết tha còn hương vị ở trên khăn. Bà ơi, kỷ vật nào rồi cũng sẽ phai dần theo năm tháng, thì những hương vị ở trên khăn nó làm sao lưu được đến muôn à.
đình khăn đi mà quên mất một người. Như quên mất một buổi chiều nào đó, bà Tám dừng chân nơi quán có cầu xương. Nếu có một đêm nào bà chánh nhớ thương, thì bà hãy hướng mắt về phía chân trời xa lạ. Nơi đó có một kẻ cô đơn vừa gục chết, để tiếng đưa bà về một phía lầu qua. Ông ơi, người ấy đã chết thật rồi sao ông? Xin ông đừng dối gạt tôi, làm tôi thêm buồn khổ. Dù trước dù sau thì cũng là vĩnh biệt. Người ấy hiện ở đâu không? Người ấy đã chết rồi. Chết rồi, trời ơi. Bà hãy bình yên mà đón nhận một tương lai. Ví dụ như kẻ kia còn sống sót, bà hãy xem như đã chết từ lâu, để cho bà dễ dàng lìa xa quá khứ, cho kẻ bên trời không dương bận bước đi chân đi, có lưu luyến cũng trở thành xa lạ. Mong mi nào rồi cũng tàn cuộc giữa cánh sương. Lữ Sơn Tùng với Liên Đài trăm năm mà gắn bỏ duyên hài với nhau. Ngờ đâu báo tố phong ba, Tùng mang quan án còn đài sáng ngang rồi. Lữ Sơn Tùng, Triệu Liên Đài, em đã nhận ra anh. Tôi trở về đây lắng nghe đầy vơi lời ca náo lùng của tình yêu năm xưa, giờ đành xa mãi mãi. Nói làm chi nữa, những câu tư linh rồi đây pháo nổ, để một người xóa ngang lệ tràn khóe mắt buồn. Thương mãi bóng người đi, như cánh chim bạt gió xa vời. Tôi tiếc nhớ làm chi, đôi cánh chim bạc gió bên trời. Thương mãi bóng người đi, như cánh chim bạc gió xa vời. Tôi tiếc nhớ làm chi, đôi cánh chim bạc gió bên trời. Tùng ơi, đêm nay mình gặp nhau đây là lần sau cuối, rồi rừng sáng ngày mai em lên kiệu cưới biệt đôi đường. Hãy tiễn đưa em bằng đôi mắt u buồn, để cho em biết rằng mình còn một kẻ cố nhân đang thoáng hiện u sầu. Bà ơi, mỗi một người con gái đều có máu chuyển sang ngang, họ đều khóc để tiễn biệt người yêu cũ, rồi sẽ quên liền khi ngoảnh mặt bước đi. Tùng, anh cứ nguyện rủa em đi, anh cứ nguyện rủa em nữa đi, cho vơi bớt bao nhiêu điều hờn tôi. Ít nhất trong một lần gian dở, em còn được nghe lời trách móc của
để cho em biết rằng lòng của anh đang bạo động, cũng như lòng em đang thê thiết đau thương. Ngày mai một kẻ sang ngang, một người ở lại nhìn trăng cuối trời. Ngày xưa qua rồi giờ biết tìm đâu, đưa đón mà chi khi chẳng tròn mộng ước. Dở dang từ thuở ban đầu, ngày mai đám cưới rước dâu đi rồi. Thôi, tiền đưa nhau bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Kẻ cô đơn xin trở lại kiếp gió sương. Đứng lại, tên rách rưới tội tàng kia, nhà ngươi là ai? À, Sơn Tùng. Ta biết thế nào nhà ngươi cũng trở lại đây để diễn nốt đoạn cuối của vở tuồng đưa tiễn. Vậy thì Liêu Tổng Binh còn chần chờ gì nữa? Hãy xuống hương cho hồn phách tôi được siêu thăng. Không, không, Kiều, không. Kiều Thu, em đến đây làm gì? Để nói cho mọi người biết là anh Lữ Sơn Tùng vô tội, mà kẻ giết người chính là công tử Triệu Phong. Tiểu thơ đừng hàm hồ, bằng cơ đâu? Đây, tên gia bộc khoản chủ Bôi Bôi, tôi sẽ buộc nó cung khai trước mặt mọi người để biết ai là thủ phạm. Bôi Bôi, dạ, ra đây ta bảo. Trời ơi, tội nghiệp em cô cậu ơi. Công tử Triệu Phong xúi tôi cho tôi nào có dám làm chuyện ác độc vậy đâu. Trời ơi. Trời, vậy ra kẻ giết mẹ của chúng ta chính là công tử Triệu Phong chứ không phải là Lữ Sơn Tùng à? Phải, Lữ Sơn Tùng không giết mẹ mà chính Triệu Phong mới là kẻ sát nhân rồi đổ tội cho người. Đây tên Phán Phúc Bôi Bôi, em đã bắt đến đây để làm nhân chứng. Đó, cậu thấy chưa cậu? Vậy tự sự ra sao? Nhà nghề ngươi hãy khai cho tường tận. Dạ em khai hết, có gì em nói thay. Hãy nói rõ giữa nơi này ai là người đã giết mẹ ta. Nói mau. Ý dạ, em nói đừng dám em để em nói. Số là Triệu Phong công tử, vì oán hận Lữ Sơn Tùng nên bài kém sâu. Tôi vì kém đi nên nhận số vàng bởi tánh tham lam, lấy trộm đoạn đao có Lữ Sơn Tùng cho công tử Triệu Phong. Và có sao nói vậy? Hắn giết liễu phu nhân giữa một đêm đầy trời tuyết lạnh, dạ lạnh lắm. Tội nghiệp cho Lữ Sơn Tùng ngồi ngay mà phải chịu hàm quan. Trời ơi, Bôi Bôi ơi, tao đâu có ngờ giờ này mày phán lại tao. Dạ có sao nói vậy mà cậu? Các người nghe rõ chưa, vàng đã biết cây gây ra trọng tội. Lữ huynh ơi, em cam đắc tội muôn vàng, để anh mang thống khổ và bị mọi người oán hận rẻ kinh. Mời công tử Triệu Phong và đưa tớ bất trung hèn mạt, hãy ra chốn quyền đường để trả lời về câu chuyện sát nhân. Đi mau. Dạ, dạ em đi. Công tử thấy chưa? Công tử xúi em để bây giờ em kẹt rồi công tử. Ông Vinh à. Lữ Sơn Tùng, tôi xin cúi đầu tạ tội. Anh của tôi đã gieo thống khổ cho ông. Thưa quận chúa, câu chuyện đã qua rồi, quận chúa hãy để nằm yên trong quá khứ. Còn bây giờ, tôi xin quận chúa trở lại cuộc hôn nhân còn bỏ dở nữa chừng. Lữ huynh, dù đó là sự thật, em phải đón nhận tình em. Vĩnh biệt, xin vĩnh biệt. Không, Lữ huynh ơi, xin đừng để cho em dẫm chân lên một mối tình cao cả. Xin đừng để cho em nhặt từng xác pháo, dù quỳ với nỗi ưu tư buồn ba trong hồn.
hãy để cho em làm xong bổn phận sau cùng, cho cõi lòng này vơi đi niềm hối hận, cho mối tình anh đẹp lại một mùa xuân. Lữ huynh ơi, em vô cùng tiếc nuối, thuở chúng mình khăng khít sống bên nhau, rồi hôm nay trong hoàn cảnh đớn đau, tình nghĩa đại huynh sớm vội chia lìa. Không, Vũ, Vũ ơi, anh bây giờ là một kẻ bên trời lưu lạc, suốt cuộc đời không dừng bước lại nơi đâu. Hãy cho anh kính lời thăm dưỡng phụ đại, xin dính đi. Sơn Tùng, Triệu Liên đại ơi, đừng ngăn cản một loài chim mà bão tố phong ba đã làm cho đã rời đôi cánh. Hãy quên tôi đi kẻo nhớ thương làm heo một linh hồn. Nói mây nói gió mà làm chi, cho mây gió thêm mà buồn. Quay lưng đi đừng bận lòng nhau nữa, tình của chúng mình chỉ có bấy nhiêu thôi. Sao phiên buồn là phải có cuộc vui, xin dừng lại cho tình ai chấp nối. Tôi sẽ ra đi cuối trời dịu dời, để quên đi bao quá khứ u buồn. Triệu Liên Đài, rồi ngày này năm sau giữa mùa tuyết đông, có nhớ đến tôi xin hãy thầm bảo nhỏ, một kẻ bên trời còn mang nặng đau thương. Thôi, vĩnh biệt Sơn Tùng, Lữ Sơn Tùng. Lỡ hai mình xa nhau, đừng khóc cho mi quen sầu. Ghi nhé em chuyện vui ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau. Lời nguyện xin khắc sâu. Nọ mai kia nếu chẳng còn khi đưa đẩy cho nhau, thiên đường hạnh phúc buồn khổ chẳng em thương nhớ không bời như kẻ điên, mang kiếp
tất nguyên anh trở lại. Lỡ cười lỡ khóc kết lương duyên. Có thể là anh ơi, em sợ anh bỏ rơi em vào nơi gió cát nên càng siết chặt không buông hạnh phúc yên hình. Vừa sợ vừa yêu là tâm trạng chung của lứa tuổi mình. Trong tuyệt vọng chỉ xin trời đất đừng cho loài người tức tới lúc yêu nhau. Xin nước mắt ngừng rơi trong cõi sông, xin nụ cười mãi mãi nở trên môi. Xin vui sạch gấm nhung trang hoàng nhan sắc đổi lấy một tài mê muội giữa vòng tay. Thương đôi mắt anh buồn thật buồn, thương anh tình mang nhiều tuổi hơn và đón đưa em đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều vì mùa mưa em yêu. Mai nhớ hai mình xa nhau, tôi lắm em tôi thơ dại, đêm ngóng đêm mỏi mặt thương sầu. Kỷ niệm một đêm ta chót trao yêu nhau đừng phụ nhau. Đã nguyện yêu nhau và của nhau mãi mãi thì dù xót đau lâu và chờ đợi lắm mỏi nhớ mòn thương nào ai dâm phụ bao giờ. Cảm ơn em đã cho hy vọng và tạo niềm tin trong cuộc sống hy ngờ. Quên sao được những phen cùng xây tình sơ giữa đêm Sài Gòn dưới nắng ngoại ô. Đèn Sài Gòn ngón xanh ngón đỏ, hai đứa mình nghèo lội bộ đến thăm nhau. Trời ngoài ô sáng mưa chiều nắng, em trốn trong cánh tay anh thay nón thay dù. Đông chặt quê phòng khi vắng anh, giữ thôn hơi thở những đêm tình. Thầm trong máu xương tiếng tang ly biệt của tình nhân. Em ơi cuộc sống còn ly loạn trăm cặp nhân tình khổ đủ trăm. Trái tình yêu vừa ngọt ngào vừa cay đắng, hãy nếm đi em hạnh phúc của dương trần. Nếu mai này mình không còn gần nhau nữa, em khổ em sầu ôi tội biết bao nhiêu. Còn có đêm nay làm kỷ niệm ghi nhớ trọn đời, nếu mai lỡ mình xa nhau. Gió cuốn hương bay, mình
ca. Lời hát vang về từ giấc sương mù. Công tử Ý Lan, nàng sợ rồi đó sao? Hãy về trước đi. Sao công tử lại nói vậy? Vì ta còn muốn ở lại đây. Công tử đã muốn ở lại đây thì Ý Lan cũng xin được hầu hạ công tử. Dù nát thân cũng chẳng dám một tiếng than vãn. Hay một lời trách móc, dù cho mưa chiều nắng sớm, dù muốn dặm đường dài, nguyện hầu hạ bên ai. Thương cho Ý Lan bận biểu vì ta, một kẻ mù loà. Ta sẽ đền ơn ngày nàng xuất gia. Ý Lan nguyện một đời theo công tử mà thôi. Kìa, sao nàng nói vậy? Tại vì thôi, Ý Lan không nói đâu. Đó, lại khóc nữa. Ý Lan, nàng có biết mỗi lần nàng khóc là nàng làm cho ta buồn thêm không? Vậy nàng hãy xem ta dung gươm chém rụng sương mù đây. Hay lắm, gã mù có một đường gươm tuyệt kỹ. Đừng hỗn láo. Ý Lan, cô nương. Các người lại. Cô nương, xin cô nương dành cho tôi câu đó trước. Cô nương là ai? Công tử. Công tử nói làm gì với hạng gái ấy? Câm miệng lại. Ta là hạng gái gì đi nữa vẫn không phải là kẻ nô tỳ. Nô tỳ há chẳng hơn nữ tặc khấu à? Khốn nạn, đừng động thủ. Cô nương, kẻ này xin nhận tất cả lỗi lầm. Nếu không nể lời gã mù kia, ta sẽ cho nàng biết qua tay gương của Xuyên Đảo Phương Tử. Hả? Xuyên Đảo Phương Tử à? Kìa, sao ông có vẻ ngạc nhiên? Không, tôi không ngạc nhiên mà làm mừng rỡ. Ôi bốn thành năm Xuyên Đảo Phương Tử, sao lại quá thơm nồng hơn khói cỏ tương tư. Biết bao nhiêu chiều ta đã âm thầm đến đây để chờ để đợi tiếng ai reo dở không gian bên kia triền dốc sương mù. Hạnh ngộ ngẫu nhiên ta đã biết được tên của nàng rồi. Ôm mộng nhỏ đến đây để chỉ cần được nghe tiếng nàng cười rung sương lạnh, ta mới yên lòng lủi thủi xuống triền cao. Một tớ một thầy giai ướt đẫm sương gieo, lòng vẫn ấm ngọt như sông ướp mật. Ngày tháng trôi ta đã quên tuổi trời, chồng chất lấy đắng cay làm hương vị ngọt bùi. Ông nói sao tôi nghe dường như tôi với ông đã quen nhau từ lâu lắm. Còn tôi, thật ra tôi nhớ tôi chưa quen biết với ông bao giờ. Dân, tôi mong lần sau gặp nhau chúng ta sẽ không còn xa lạ. Bây giờ xin giả biệt. Không dám, chào ông. Ý Lan, chúng ta về thôi. Dân. Đứng lại, thằng khốn kiếp sát nhân. Đại huynh. Im. Dù phụ thân ta với ngươi không có tình huyết nhục, dầu sao công dưỡng nuôi cũng nặng nề, sao ngươi đành tâm hạ sát? Không, không. Đại huynh. Lĩnh Thứ Lan, giữa tao với mày phải có một người chết.
hãy rút con ra. Đại huynh, đại huynh, đại huynh ơi, nếu đại huynh quyết tâm dứt tình đoán nghĩa thì em quỳ xuống đây mặc tình anh liệu xử giết hay thà em cũng vui lòng. Muốn nợ quan khiến em xin thọ lãnh một mình, em xin được chết không một lời ân hận, chết để trả cho rồi món nợ quan khiên. Tao phải giết mày, giết mày để rửa hận cho phụ thân, và cũng để trả thù mày đã đoạn tình bất nghĩa. Ta giết Tư Lan là đoạn tuyệt tình huynh đệ ngót hai mươi năm, đã cùng san sẻ chuyện vui buồn. Em đã bắt được tên thích khách, mới biết rằng kẻ giết cha ta là đô đốc Bạch Thiên Hầu. Hả? Bạch Thiên Hầu sát hại phụ thân ta? Nhưng còn Thứ Lan và Vương Tử đã yêu nhau từ trước ngày hôn lễ, việc thương ăn mà chàng ta nhường duyên. Trời ơi, sự thật thế này sao? Thứ Lan, một đứa em giàu không cùng chung máu thịt mà đã cho ta trọn dòng máu của cuộc đời mình. Tư Lan ơi, em hãy đứng lên, em đứng lên cho ta tạ tội vô tình. Ta đã đoạn tình em mà cứ nghĩ rằng em phản tội. Tội đó của ta mà ta cứ đổ cho Thứ Lan. Thứ Lan ơi, ta xin trả cho hai người hơi thở dở dang, hãy nối lại cuộc tình cho tròn điều thủy chung. Không, đại huynh, em không muốn nhìn đại huynh đau khổ. Đừng, lòng thương hại không còn ý nghĩa nữa. Em đã biết tìm lãng quên, ta lại há chẳng biết hy sinh. Rồi đây ta sẽ tìm nàng để hai người nối móng chung tình. Nhưng đừng nói nữa. Quân, hạ bao dây ngôi chùa phía trước, vô lục soát khắp nơi. Kìa, Bạch Thiên Hầu, tên phản tặc đã đến. Chúng ta hãy tạm lánh vào trong chùa để rồi sau sẽ tìm phương đối phó. Đi liền. Hãy nói Thái Điền kiếm sĩ hiện giờ trốn ở đâu. Giết ta đi, đừng nói thêm lời nào khác. Ương ngạnh. Nói, nói không? Không. Nàng phải chết. Càng tốt, xác thân của một kẻ nô lệ nào có gì đáng kể. Ta đã sẵn sàng chờ đợi cái chết để hy sinh cho một nỗi lòng thầm kín, niềm vui vô bờ và câm nín. Ôi sung sướng tuyệt vời, hồn nhẹ nhàng khi khép chặt rèm mi. Ý Lan, đời nàng còn dài, sao dối tìm cái chết. Hãy giết ta đi, cho ta được quấn quýt chân ai, hòa chung hơi thở thơm nồng. Sống không còn được cẩn kề săn sóc nữa, giai cấp ngăn đường làm hẹn lối tìm đi. Ý Lan ơi, nàng dưng dạ trung kinh, để cho ai được sống trên đời. Dầu sao nàng không thoát thân nô tỳ, hãy chỉ họ cho ta ra tay giết tuyệt. Ta sẵn sàng dành cho nàng địa vị một phu nhân. Ôi mía mãi thay lời dung về của loài dâm tặc, mong ước của ta là được bên ai làm kiếp nô tỳ. Địa vị phu nhân
dân ta xem nào có nghĩa lý gì. Tiện tì vô lễ, hãy ném hình phạt của ta. Quân sĩ, bóc mắt cho ta. Dừng tay lại. À kìa, thái điền kim sĩ, hắn lại dẫn xác đến cho ta đỡ tốn công. Công tử, Ý Lan hãy yên lòng. Đã có mặt ta nơi đây thì tên phản thần này phải chết. Kìa, lại có cả Thứ Lan nữa hả? Trời giúp dẫn cho Bạch Thiên Hầu giữ vững quyền lãnh chúa. Cấm vệ quân, hãy vào dây bắt chúng cho ta. Đại quân, hãy có chừng Bạch Thiên Hầu chém đấy. Trời ơi, xin đảo phương tử, nàng đã cứu ta. Bạch Thiên Hầu, mày phải chết. À, chết ta rồi. Cấm vệ quân, tên phản thần Bạch Thiên Hầu đã chết. Hãy buông gươm, đừng xấu phụ phản thần. Hàng thế vị công tử. Dạ thế. Thái điền Thư Lan, em chết mất. Không, xin đảo phương tử. Xin đảo phương tử ơi, nàng phải sống. Công tử, xin tha thứ cho tôi tội vô tình. Thư Lan, hãy nói yêu em lần sau cuối. Rồi lát nữa đây xác thân em có trở về cùng cát bụi. Xin mang theo vào giấc ngủ tiếng nói yêu thương dịu dặt của nhân tình. Một lần nữa thôi, rồi em đi anh ở lại đều cùng một mình. Lát nữa đây em sẽ không còn nữa, xác thân này không biết vùi dập nơi đâu. Nếu có dịp tình cờ đi ngang qua đó, xin anh hãy ghé vào đôi phút để thăm em. Một nén nhang thắp lại chú hương cổ sông lớn, một đôi hạt lệ để làm ấm lòng phương tử. Không, xin đảo phương tử ơi, nàng đừng bỏ xa đi. Hãy ở lại mà nuôi mộng cùng với Thư Lan. Công tử, sống chết đều do lẽ trời, không ai có quyền cãi lại. Phương tử, phương tử, phương tử ơi, nếu em chết đi thì mùa xuân của cuộc đời anh sẽ không bao giờ trở lại. Trời từ đây khét buồn mãi mãi để chích mạnh tăng tan cho cô gái bác như thần. Đời chưa nữa chừng xuân, sao dội lìa bó chương trần. Sống chưa được một lần yêu trọn vẹn, sao nỡ đành nhắm mắt bỏ ra đi. Xin đạo phương tử ơi, anh yêu em và sẽ còn yêu em mãi mãi. Dù lát nữa đây em đã thành người kiên cổ, dù giấc miên trường trong mồ tối nghìn tu. Phương tử ơi, phương tử ơi, trăm năm đã lỡ một đời phong. Sầu mát mang nỗi đoạn trường, chiều đi chưa hết đêm buồn dâng sương. Hết rồi bao nhiêu mộng ước, suốt đời đôi ta đường đi. Chúng tình xin mang vào giấc thiên thu.
cuối cùng, tôi muốn thấy công tử với Ý Lan kết duyên hài. Còn Thư Lan, hai sánh vai cùng quận chúa. Được vậy tôi mới yên lòng nhắm mắt. Thư Lan, công tử có hứa với em không? Anh xin hứa. Phương tử, ta cũng xin hứa. Em vui mà nhắm mắt. Danh biệt. Phương tử, phương tử. Trời ơi. Tôi gặp cổ dưới bến đò á, nghe bà con họ nói cổ là cô Thúy ở Sài Gòn xuống thăm bác. Trời ơi, tôi về quen với con chủ điền còn lâu á. Còn lâu, không lâu đâu. Thôi mày Nhân ơi, lo cấy lo hái đi, tao cô bộ hai đứa bay nói qua nói lại một hồi chắc có chuyện quá, gần ngày đám cưới rồi để cho tao ăn đầu heo ấy chứ. Không phải đâu bác ba ơi, tánh Nhân kỳ lắm. Tôi sao kỳ? Có em kỳ á. Tôi sao kỳ? Còn phải hỏi nữa. Vậy chứ cô Thúy nào ở tận Sài Gòn cổ mới xuống đây, làm sao tôi biết tôi quen mà cô gây sự. Nhưng mà tôi không chịu, anh đừng có nhắc đến tên này. Nhất là quen với mấy cô sao phân tầm lầm tôi không có ưa. Nhân ơi, thật là tao chán cho hai đứa mày. Vài bữa tới ngày nhà đám nói, giờ này còn đứng ở đôi co. Nãy giờ có chân bác ba, bác thấy khi không cô tâm kiếm chuyện chọc khùng với tôi, làm cho cả ba hết vui. Tại ai? Tại ai đâu phải tại tôi. Như cô gái đẹp mắt nhìn lom lom, rồi bây giờ anh gây với tôi nữa phải không? Trời ơi là trời. Gì mà kêu trời, tức lắm hả? Anh ơi. Gì mà con kêu la điếng hồn lên vậy ta? Lại cứu giùm con mau đi. Dạ, đẳng coi chuyện gì vậy? Đừng đi anh Nhân. Trời ơi, chết tôi rồi bắt giùm. Trời. Gì đó, bắt cái giống gì, ở đâu? Còn hỏi nữa, chỗ này nè. Đâu, chỗ nào ở đâu? Trời ơi, nhỏ luôn. Đâu? Trời ơi, tôi bắt chuối nè, mau đi. Trời đất ơi, rắc rối nữa rồi. Trời đất ơi. À, đâu nè 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 nè. Trời ơi. Thấy rồi. Cô đứng yên đi. Đứng yên nha. Trời ơi, tôi sợ quá à. Cô rung mà trời đất ơi. Nè. Đó. Rồi đó. Nè, bây giờ tôi nhờ anh làm ơn. Lấy chiếc xuồng ba la. Gì vậy? Đưa tôi về nhà lập tức. Trời đất ơi. Chắc nó thấy khách Sài Gòn mời khu nhà quê nên đĩa nó đeo làm quen chớ gì. Nè, hiện đây xin phép được hỏi cô về cái này chừng bao lâu hả? Tôi xuống đây mong người bác luôn, đâu hai ba tuần tôi sẽ chờ lên. Tôi nhớ hôm kia gặp anh ở bến đò. Thói quen là gặp con gái hay đàn bà có ai mỉm cười để xả giao. Anh ơi, anh cho tôi xin hỏi cô nào gây với anh khi này? Đó là cô Tâm, nhưng mà có hỏi đây mà chi? Thì tôi hỏi cho biết đi mà. Cô đó là chi đối với anh, em gái hay là bà con vậy anh? Dạ, cổ với tôi là... Là gì? Dạ là anh em cô cậu, tôi nhà cậu, còn cô ấy thì nhà cô. Sao mỗi lần gặp tôi cô cứ nhẹ buồn, cô làm như cô giận cô. Có đâu, dạ cô đó cô có cái tánh là hơi cùng
mặt mày cũng sáng láng như vậy mà khùng sao? Dạ khùng thì không phải khùng, mà như có cơn á. Trời ơi, tội nghiệp dữ không á. Dạ. Anh Nhân à? Dạ. Tối nay anh có rảnh không? Dạ chi có. Tôi muốn nhờ anh chút việc. Dạ, thưa cô, việc chi à? Nếu anh rảnh, tôi nhờ anh chèo ghe đưa tôi xuống Dàm Láng thăm dì Sáu tôi. Nhân tiện mình đi dạo mát luôn thể. À, dạ thưa cô, kể ra thì đời sống nông dân đâu có mấy khi rảnh rồi. Sáng thì đi cấy, đi cày, chiều tưới cày, tưới rau. Tối còn lo văn câu soi cá. Nhiều lúc nửa đêm dưới dần trăng tỏ, còn lo chè te bệnh gió đưa. Một kiếp tần lao biết mấy nhọc nhằn, quanh năm chỉ thấy bùng lầy nước đồng, quen đói nghèo già kiều đừng cánh lầm than. Vui khi nhìn đồng lúa đâm bông, mừng khi thấy vườn cây sai trái, đôi cánh tay tạo nên bó rào thước dài và giọt mồ hôi đổi lấy bát cơm lành. Nắng hà chang chang đông giá buốt, thương người lao lực giữa đồng xanh. Dạ thưa cô, bởi cô chưa từng quen cảnh đắp bờ dưới cơn nắng cháy, và chắc không chịu nổi cảnh chở mã dưới trời đông cắt ruột. Cho người dân quê như tôi thì chỉ lấy ruộng nướng làm lẽ sống, mến yêu từng bụi lúa bờ tre. Đói thì dùng cơm gạo bắp khoai, khát thì uống nước sông nước giếng. Gai với tay cùng vui tành chân bùng tài lắm, và mến thương nhau qua tiếng câu hò. Cô về đây thăm viếng làng quê, chắc cũng thấy tâm hồn thơ thơi. Vài bữa nữa mời cô qua ăn cơm gạo mới, tôi đãi khách Sài Gòn bằng cơm gạo nàng hương. Cảm ơn anh, để vài hôm nữa tôi sẽ qua ăn cơm gạo mới với anh. Nè, nhớ chiều nay chèo ghe qua rước tôi nha. Tôi về nha. Đó, thấy chưa? Kìa, em Tâm, em đứng sau lưng anh hồi nào vậy hả? Vậy đó cho nó chối. Gì mà chối hả? Chối lãng hồ. Lãng hồ. Bây giờ anh nói anh cấy mình đi. Em đi đâu? Tôi về. Cấy chưa rồi mà về? Chờ ở đây đặng nghe nói người ta tôi khùng à? Thôi mà kỳ quá à. Mà em về chi sớm vậy chứ? Tôi về để hỏi lại lòng mình coi có nên yêu người ta nữa không, hay là đường ai nấy bước. Trời ơi, tôi biết trước thì tôi đâu có hoài công chờ đợi mấy năm trường. Em thiệt là tầm thường ghê à. Hồi anh mới yêu anh đâu có gọi tầm. Anh xem tôi là vàng là ngọc, anh gọi tôi là người bạn tình chung. Bây giờ tâm tánh anh đã có sự đổi thay, lòng dạ anh đã bắt đi đồ trao trở. Tôi nói thẳng một câu là không yêu anh nữa, và xem anh như cách đã bên. Em thiệt là hết nói á. Mai chưa là thành vợ thành chồng mà còn vậy đó. Trời đất ơi, chừng pháp tôi rồi, ai chịu đời cho nổi. Hồi anh mới tỏ tình lần thứ nhất với tôi cự tuyệt thì anh đòi tự vẫn. Tôi tội nghiệp nên bằng lòng chấp nhận, yêu vội vàng không tính thiện son. Vậy
rồi anh chạy khoe cùng với cô bác bà con rằng cuối tháng 8 này tôi sẽ cưới cô Tâm làm vợ. Đến hôm nay thì đâu còn chi nữa, tôi với anh đã hết nợ rồi. Tôi về sống một mình tôi, anh có nơi rồi tôi phải lánh xa. Anh đi sống với người ta, tôi về âm phủ làm má không chồng. Thôi tôi đi về nè. Trời đất ơi, nói gì mà khoai lãng ồ rồi bỏ đi té té luôn nước kìa. Em Tâm à, em Tâm. Cô Thúy ơi, mình về được chưa cô? Còn sớm mà anh. Chờ nước lớn cho ghe thả trôi về mới thú vị chứ. Anh Nhân à. Dạ. Đêm nay trăng sáng quá. Dạ sáng lắm. Nhìn trăng, anh thấy tâm hồn mình thế nào? Dạ tôi thì không thấy gì hết trơn trời á. Mà trăng là cái quần lớn 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 vậy nha. Chắc là ngày mai có mưa. Còn anh thấy lá vàng rụng tơi tả đầy khoang thuyền thế kia, anh có thấy lòng mình xao xía hay không? Dạ có chứ. À vậy thì anh cũng có tâm hồn thi sĩ đây. Bữa nào mà thiếu củi á nha, mình hốt lá khô mũi nó đỡ lắm à nha. Anh tầm thường quá. Tôi là tầm thường tầm thường là sao cô? Anh không hiểu đâu. Nhưng riêng tôi lại mến cái tánh thật thà chất phác của anh. Tôi yêu những tâm hồn mộc mạc quê mùa trống trăng. Cho đến đội nhìn lá rơi anh không thấy lòng xao xuyến. Nhìn ánh trăng trái vàng trên lượng sóng mà anh vẫn không mãi mãi rung động tâm. Sông lao sao gió nhẹ dưới quan thuyền, trăng nước miền quê êm đềm thơ mộng, và lòng người cũng bình dị trắng trong. Tôi mến anh trai làng dưới chiếc áo bà ba màu vải đỏ bạc phai cùng mưa nắng. Tại sao anh nhìn rồi cúi đầu lẳng lặng, trong khi tôi mới nói chuyện tâm tình? Dạ cô nói chuyện hay quá, cứ nhớ hoài mà không biết chán đó. Ở dưới này hồi nào giờ đâu mà có ai nói chuyện hay như cô vậy. Trời ơi nó hay quá trời đất ơi. Trời xanh thẳm nghe trời đêm lạnh lạnh dưới sương mờ, lờ lững sóng khuya xuôi ngược mấy con đò, tôi bỗng thấy mình như khác lạ. Có lẽ mến yêu rồi phong vị đồng quê, nhìn chàng trai nắng sáng màu da ngồi sau lái chèo thuyền trên sông vắng. Tôi tưởng như đó là vàng lưu nguyện đưa nàng tiên về chung vòng. Anh Nhân à, anh có hiểu tôi muốn nói gì không anh Nhân? Dạ không. Ủa hiểu hiểu chứ. Dạ hiểu. Tôi được quen biết với cô đây thì thấy lòng rộn niềm vui như giọt mưa tưới mát những ngày nắng hạ. Con bướm lạc vào thôn già mang theo nhiều hương sắc thần tiên. Nhưng thôi tôi với cô hãy trở lại xóm thôn thuyền quay mùi tôi theo con nước lớn. Tôi không sợ trời đêm giá lạnh, chỉ sợ một người đang mong ngóng tôi về. Dạ thưa cô đến nơi rồi,
xin phép được chào cô. Cô lên bến, tôi trở về cuối xóm. Đêm nay đăng sáng trong thời, chắc có một người đang thao thức chờ tôi. Dạ chào cô, mời cô vào nhà uống nước à. Cảm ơn cô. Chà, ở đây gần sông gió mát quá. À, anh Nhân có nhà cô Tâm? Dạ, anh Nhân tôi vừa lên trên xóm à. Xin lỗi, cô đây là bà con sao với anh Nhân? Dạ, tôi với anh là bà con chú bác à. Ủa, sao bữa trước anh nói với tôi là bà con cô cậu mà? Ý, tôi quên. Ờ, à, phải rồi, à, cô cậu. Cô hỏi thăm có việc gì không à? Có chứ, tôi biết cô là chỗ bà con cực ruột với anh Nhân, nên tôi nhờ cô trao giùm anh ấy bức thư này. Và nhờ cô nói lại với anh về tôi quá bận cho nên không thể chờ anh về nhà. Vì nay mai cô trao cho anh cũng được, có việc gì mà gấp vậy. Nhưng cô là em của anh Nhân thì đối với tôi cũng như chị em một nhà. Cô à, có những chuyện lòng mình muốn gặp ai để nói, nhưng giấc mặt rồi thì bỗng ra bối rối quá. À, thôi được rồi, để anh Nhân về đây đó, tôi sẽ trao thư này lại cho ảnh nhé. À, cảm ơn cô nhé. Dạ, tôi xin phép chào cô ạ. Dạ, tôi chúc cô về đêm nay được ngủ ngon. Rồi, về rồi. Trời đất ơi, nhà mình mà đưa thơ chứ. Thơ gì đây không biết ạ. À. Lén xé ra coi thử coi. Trời ơi. Anh Nhân đã được người ta để ý và gửi cho nhau bằng những lời lẽ mến thương. Vì là phần tôi giờ đây đã bị gạt bỏ ngoài lời tình cảm yêu đương, mang thân phận một loài chim lẻ băng. Anh Nhân ơi, tôi biết giờ đây anh đã chê tôi là gái nhà quê chân bùn tay lắm, nên anh đi kiếm mấy cô gái dân mình mà phần mùi hồng. Thôi thì tôi với anh không còn chi tình nghĩa vợ chồng. Mười bữa nữa đến ngày đám đoi, chắc anh không còn thấy mặt tôi đâu. Tôi không thèm những lễ trầu cao, tôi gửi trả lại cho anh những lời thương tiếng nhớ. Anh tìm người khác làm chồng làm vợ, còn tôi với anh kể như đã lỡ duyên rồi. Bác ba ơi, cháu viết thơ này để lại cho bác ba. Cháu đi tìm cái chết cho thành thơi thể xác. Từ ngày cha mẹ cháu mất đi, cháu về đây nương náu với bác. Sống bằng nghề gặt mướn cây thuê, bác chỉ cho cháu biết từng lẽ thiết điều hơn. Bác dạy cho cháu hiểu tam tùng tứ đức, nhưng nghĩ lại đời mình vô phước, cháu đành gửi thân theo dòng nước vô tình. Cháu nhớ lại hồi bác làm mãi cháu danh nhân, bác nói ảnh thiệt tà chất bác, nhưng theo cháu thấy thì nợ duyên trời đã định phận. Tôi tệ tôi giận không chung sống được đâu. Bác ba,
Trời đó, cái thằng làm tao hết hồn mày. Mày đâu mới về mày? Trời ơi, vui lắm bác ơi. Cháu chèo ghe, cháu đưa con Thúy đi dạo mát. Dạo mát hả? Có nghĩa là mày đi du sơn du thủy đó. Vui lắm bác ơi. Vui quá ha, rồi sao nữa? Bác ơi, cô Thúy có nói chuyện. Ôi trời là tôi hay lắm bác ơi. Cái miệng có duyên lắm ha, rồi yeah. Sao nữa? Cô biết ca tân nhạc nữa bác. Cô hát hát Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Cái bản nó hay lắm ta biết rồi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Rồi sao nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi không? Ý quên còn. Còn gì? Cô nói lát nữa nè. Cô qua đây cô nghe cháu đờn. Mà trời đất ơi, không biết là ai nói cổ nói cháu biết đàn cò. Hay quá mà. Lát nữa có đờn đó. Mày làm ơn mày đi mượn cái trống tôm về đây đặng đờn đám ma luôn nha mày. Ủa? Cháu nói gì lạ vậy? Chứ mày chưa hay gì sao? Trời cháu hay biết gì đâu. Anh nó không tâm nó đi tự giận rồi. Trời đất ơi, sao lại tự giận? Mày đi xuống Hà Bá Thủy Quan mà mày hỏi nó. Bởi vì vừa rồi cô Thủy qua đây kiếm mày mà không gặp. Cổ lại nhẹ con tâm mà nhờ nó trao một bức thơ. Tình. Trao thơ tình cho ai vậy bác ba? Bác ba? Thôi mày à. Không lẽ nó lại trao cho lão già này. Trời ơi mày nhà cháu của ông cả yện. Gái thị thành mà mày đặt mày làm quen. Trời ơi chết rồi mày ơi. Con tâm nó coi thơ xong nó liền đổ ghè tương nó chạy tuốt ra sông cái rồi nhảy đùng xuống dưới. Chắc giờ này nó đang lờ đờ lững đững và uống nước sông một bụng nó cầm. Trời đất ơi vậy là cổ chết rồi. Bà ơi bác cái con mau mau đi ra mò dỡ con lên đi bác. Đi bác. Thì không thẳng cái gì gắt dữ vậy mày. Trời ơi, nước chảy như cát, tôi làm sao mà tìm thấy được xác của em Tâm. Tâm ơi là Tâm ơi. Trời ơi, thì dù sao mày cũng xuống đây mày mò phụ kiếm với tao chứ. Mày lo ngầu trên bờ khóc kể hoài sao nhân. Bác ba ơi, bác hãy để cho tôi nhỏ giọt nước mắt tình chung hòa trên lượng sóng để mượn dòng nước Trường Giang đắp xây năm mồ. Em Tâm ơi, em giận hờn chi rồi em tự quỷ mình. Giữa lúc tuổi em đang hồi xuân thấm tương lai còn sáng đẹp tơ dân trăng. Trời ơi, có phải đây là bến nước Tương Giang mà người dương thế khóc người xuôi. Con nhạn kêu sương mỏi mòn nơi cuối bãi để còn nghẹn bờ giờ khóc bản phương trời. Đó đáng đời mày chưa hết thấy con gái là tương tước rồi bây giờ ngầu đất khóc hay sao? Bác nói với con tương tước cái gì đâu. Trời ơi Tâm ơi là Tâm ơi là ai. Thôi hết rồi những kỷ niệm ngày xưa mà năm tháng sẽ phai mờ hình bóng cô. Nào những ngày xuân ra đồng cắt cỏ, nào những đêm hè sàn gạo dưới trăng. Những ngỡ duyên mình sẽ bền vững trăm năm, nào hai đầu câu phu phụ nửa đường gãy gánh. Hết nợ, hết duyên, hết hoa, hết mộng, hết cùng nhau tiếng hẹn câu hò. Em Tâm ơi, giận hờn anh sao mà em chịu chết trên khô. Chết dưới nước thì làm sao anh xây mồ xây mà. Nghiến răng dặm cắn kêu trời, em thác đi rồi anh sống với ai đây. Nhân ơi, Nhân ơi, Nhân ơi, lên đi Nhân ơi. Gặp rồi. Hả? Trời bác mò gặp rồi hả bác ba? Em lên lẹ đi, mau sóc nước, mau. Tại nó không được. Ủa sao vậy? Nó không chịu lên. Ủa?
nó ngậu trong ngóc trong bụi ô rô đây chứ chết chóc gì mà sốc nước. Trời đất ơi, tao nói nó giận mày nên nó tính quỷ mình, nhưng tao không dè nó lội giỏi quá tay, nó nhảy xuống nước hầu lâu cái rồi nó nổi phình, bị gió lạnh nó run như là phát rét. Vừa thấy mày nó chung tuốt vô bụi ô rô, tao biểu nó lên nó không chịu lên, mày có giỏi thì lội xuống đây điều đình. Được rồi, để cho xuống liền. Em Tâm, trời anh khóc à, anh mà cũng biết khóc nữa sao? Em làm như một mình em biết khóc vậy. Thôi nghe lời anh, lội lên bờ rửa chân rửa cẳng cho sạch sẽ đi, để người ta thấy người ta cười chết. Ai đâu mà thấy. Dạ dạ tôi thấy, nhưng mà tôi không dám cười anh chị đâu. Không cười chứ cô đến đây làm chi vậy? Tôi đến đây để chúc cho anh chị được bền duyên tơ tóc và yêu nhau cho đến khi biển cạn nuông. Sáng mai đây tôi sẽ trở lại Sài Gòn, chị sẽ yên tâm được bảo toàn hạnh phúc, không sợ có người chiếm đoạt tình yêu. Một chuyến về quê kỷ niệm có bấy nhiêu, người yêu của chị vẫn còn là của chị. Thôi xin chúc cho rể hiền dâu thảo sẽ yêu nhau mang kiếp trọn đời. Dạ cảm ơn cô Thúy nhiều lắm. Em Tâm, em nói vài lời cảm ơn cô Thúy đi em. Đi đi. Trời sao chịu nói? Trời không nói đứng có hoài vậy. Nói đi em. Cô Thúy ơi, nhìn thấy mối tình quê của hai đứa chúng tôi, chắc là cô cũng không nỡ chê cười. Nhưng tôi sợ tình duyên tôi tan tác khi đã rời, bởi tôi là kẻ quê mùa ít đi học, còn cô là người chữ gió dân hay. Tôi là kẻ quê mùa mặt nắng tay trái, còn cô là người thành thị môi son má phân. Tôi sợ rằng chuông già đồng điếu chuông kêu, cô già lời nói anh siêu tấm lòng. Mai sớm tôi lên đường về thành đô bụi cát, xin chúc cho đôi tình trọn đời sống bên nhau. Đợi chờ một mùa sao tình người còn bền lâu, cô ghé qua nơi này để nghe có hát xuân về. Như ánh trăng đêm rong dịu dàng soi đò xuống, như gió thu êm đời là một dân thơ, đời là một bài ca, ôi nước non chan hòa tình yêu thương sẽ không nhòa. Một cuối tình quê đẹp như hoa bướm và mênh mang như trăng sáng đêm rằm. Có gì mai cô lên đường được hưởng lỗ bình an, nếu có dịp tôi sẽ lên Sài Gòn thăm cô Thúy. Sáng mai giả biệt nhau.